Mẹ đi chợ về, mẹ mua được gì vậy mẹ? Cơm hôm nay có thịt cô Tí nhé. À, có thịt, có thịt. Ôi, thịt thơm quá. Chắc ngon lắm mẹ nhỉ? Lâu rồi không được ăn thịt cô Tí nhỉ? Hôm nay con ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ, con mời mẹ. Sao mẹ không ăn thịt? Hôm nay thịt ngon lắm mẹ ạ. Chỉ có trẻ con mới thích ăn thịt thôi. Mẹ ăn thấy ngán lắm, mẹ chỉ thích ăn rau. Nhưng hôm nào cũng ăn rau mẹ không chán ạ? Thịt rất ngon mà. Mẹ ăn rau quen rồi, phải ăn thế mới được nhiều cơm. Cá thịt để trẻ con ăn cho mau lớn thôi. Ồ, thế thì mẹ ăn nhiều rau vào, mẹ nhé. Mẹ, mẹ ơi, con có giấy báo đỗ đại học rồi. Con đậu vào trường y rồi mẹ ạ. Ừ, con mẹ thành công rồi, chúc mừng con. Đây là công lao của mẹ, con sẽ cố gắng để sau này phụng dưỡng mẹ thật tốt. Ừ, được rồi, thôi con ngồi nghỉ đi, mẹ đi thịt con gà, mẹ con mình liên hoan. Con thích nhất là thịt gà mà, ăn đi con. Mẹ cũng ăn đi. À, con quên mất là mẹ không ăn thịt. Ừ, thịt gà dai lắm, mẹ ăn vào lại đau răng. Mà xưa nay mẹ có thích ăn thịt cá đâu. Mẹ lạ thật, toàn những thứ ngon lại không ăn. Để con gắp rau cho mẹ. Ăn rau cho mát ruột con ạ. Mẹ, đây là Trang, bạn gái con mà con đã nói với mẹ rồi đấy. Hôm nay con dẫn cô ấy đến chào mẹ. Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Chắc đói meo rồi phải không? Nào, hai đứa vào nhà đi. Mẹ chuẩn bị cơm xong rồi. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Ôi, nhiều thức ăn ngon quá. Bác thật khéo tay. Mẹ anh nấu món gì cũng ngon. Nhưng mẹ chỉ thích ăn rau thôi. Trước giờ mẹ không ăn thịt cá. Ôi, bác có sở thích ăn uống lạ quá. Nhưng phải ăn cả thịt cá mới đủ chất được bác ạ. Ừ, bác cũng biết thế, nhưng mỗi người mỗi sở thích. Bác thích ăn rau, ăn nhiều quen dạ hay sao ấy. Cứ ăn thịt cá vào là ọc ạch, khó chịu lắm. Chả thấy khỏe hơn đâu cháu ạ. Mẹ là vậy đấy, từ khi ba mất đi, mẹ làm việc vất vả lắm. Ăn uống thì kham khổ, anh góp ý với mẹ mãi mà không được. Ừ, thôi, hai đứa ăn đi. Mẹ ăn cơm đi. Để cháu gắp cho bác. Hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn quá, làm con ăn no căng cả bụng. Thôi, hai đứa ra phòng khách gọt hoa quả trước đi. Cứ để bát đũa đấy, lát dọn một thể. Vâng ạ. Mẹ làm gì mà lâu thế nhỉ? Mẹ. Con đấy ạ. Mẹ. Mẹ thấy thừa ít thịt, sợ các con đổ mất nên ăn cố, kẻo phí. Mẹ, con hiểu. Con hiểu cả rồi, mẹ ạ. Anh ơi, ra trông giúp em nồi canh, em đi đổ rác. Mấy bà xe rác này rõ vô duyên. Ai lại cứ nhè vào giờ nấu cơm mà len ken gọi rác, làm người ta phải bỏ đấy mà chạy theo đổ rác. Các chị ấy cũng tầm tuổi vợ chồng mình, anh đừng gọi họ thế. Ôi trời, lao công dọn rác, chưa có phải là cái gì đâu mà phải xưng ông nọ, bà kia với họ. Xưa nay, lao công chẳng là cái gì. Em cho các cháu nhà chị thế này,
Thật lòng chị không biết phải cảm ơn em thế nào cho hết. Chị cứ cầm về cho các cháu mặc. Con nhà em nhanh lớn mà đồ thì vẫn còn mới nên em không nỡ bỏ đi. Chồng em về rồi. Thôi em lên nhà đây. Chào chị. Em làm gì dưới này thế? Sao lại đứng nói chuyện với bà xe rác? Đâu có. Em vừa xuống bỏ mấy thứ đồ cũ. Sao anh uống nhiều vậy? Ừ, hôm nay dự án thành công. Anh vui nên uống hơi nhiều một chút. Mình lên nhà thôi anh. Trời bắt đầu có sương rồi. Ừ. Em có thấy cái phong bì bên ngoài ghi công ty xây dựng X chúc mừng dự án thành công rơi ra nhà không? Không ạ. Nhưng có chuyện gì thế anh? Chết anh rồi. Hôm nay cậu thư ký bên công ty đó đánh tiếng mừng phong bì 20 triệu, trong đó biếu anh 10 triệu và hai phó giám đốc mỗi người 5 triệu. Hay họ để phong bì vào bó hoa nhỉ? Bó hoa đâu rồi em? Hoa héo, em vứt vào xe rác tối qua rồi. Vậy là rơi vào tay mấy bà xe rác rồi. Thôi, để chiều nay em hỏi các chị ấy xem có nhặt được không. Đừng có mơ, nếu nhặt được còn lâu các bà ấy mới trả. Chị, chị đến để gửi lại vợ chồng em cái phong bì lẫn trong bó hoa em bỏ vào thùng rác tối qua. Ờ, sao chị biết phong bì này của tôi? Có ghi tên tuổi ai trên đó đâu. Tại tôi thấy nó trong túi rác mà chị nhà ta đem đi vứt. Thôi, chào anh, tôi đi làm đây. Anh thật không ngờ. Thế mà bấy lâu anh cứ nghĩ sai quá em ạ. Em à, cho anh đặt một bó hoa bằng dịch vụ điện hoa nhé. Dạ vâng, anh viết địa chỉ người nhận vào đây giúp em. Mẹ anh ở rất xa, em sẽ gửi nhanh được chứ? Anh yên tâm, trong ngày hôm nay mẹ anh sẽ nhận được hoa. Ồ, tại sao cháu khóc? Cháu muốn mua hoa tặng mẹ nhưng không đủ tiền ạ. Đừng khóc nữa, chú sẽ giúp cháu. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu lại mua hoa đi. Thế nhà cháu ở đâu? Để chú đưa cháu về. Vâng, chú cho cháu đi nhờ nhé. Nhà cháu ở đâu mà xa thế? Sắp đến nơi rồi chú ạ. Chú ơi, cho cháu rẽ vào đây ạ. Em ơi, cho anh hủy điện hoa lúc trước có được không? Vâng, được anh ạ. Thế anh không định tặng hoa cho mẹ anh nữa à? Có chứ, nhưng anh sẽ tự chọn những bông hoa đẹp nhất. Dạo này viêm xoang mãn tính không còn làm khổ tới nữa. Xâm Heavy giúp thông mũi xoang và phục hồi niêm mạc xoang. Xâm Heavy thật tuyệt vời, thông xoang quang mũi cho đời thêm vui. Xâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang.